Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và ngày hôm nay, anh em mình nhận thưởng nhãn cái nhau mọi người. À, lượm nhẹ được 5 orbit của dòng Legend. Rồi, chỗ này thì anh em mình nghĩ nhẹ coi. Wow, nhiệm vụ khá là thú vị đây. À, nhiệm vụ tem lần này thì anh em mình sẽ được game nha. Rồi, cố lên nha mọi người. Anh em mình cần là chiến đấu trong cái khu vực Arena. Ngon lành. À và các bạn ơi, hôm nay thì có nhận mở những cái gói VIP trong game nha. Đây, anh em chú ý nha. Những cái gói VIP trong game thì hắn ta nhận mở cái giá trong game và kèm thêm một ít phí nữa nha mọi người. Và các bạn để ý nha, đừng làm cái nhiệm vụ qua cái mốc này nha mọi người. Vì qua cái mốc này thì các bạn sẽ hết được giảm 20% lượng đó nha. Đó, à, từ 499.000 mà nó sẽ nhảy lên là 799.000 nha mọi người. Đó, khá là khoai nha. Cho nên anh em chú ý cái chỗ này nha mọi người. Rồi, à, và bây giờ thì anh em mình sẽ đến với... À, vô nhận thử cái đã. Quên nữa, hôm nay là anh em mình nhận chắc cũng được khá khá đây. Đây, ngon lành nha. Rồi, à, và hắn ta cũng có bán những cái nick Dragon City cho mọi người nha. Anh em nào đang cần những cái nick để chơi game thì các bạn cứ vào cái trang web của mình là trang hntchannel.com nha. Hắn ta để cũng khá là nhiều nick trên đó. Các bạn có việc vào thích cái ad nào thì các bạn cứ việc inbox trực tiếp với hắn ta qua Facebook nha. Rồi, ưu tiên Facebook cá nhân nha mọi người. À, có gì thì các bạn nhớ ra theo dõi cũng như là follow mình luôn nha. Chỗ này thì chúng ta sẽ này được 50 điểm nè. Đó, phần thưởng trên đây thì nó khá là ngon hơn phần thưởng ở dưới nha mọi người. À, dùng đô la thần trưởng là nó khác liền. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là Advent. Anh em mình đang có hai cái, một là Advent Run và hai là ui. Advent này là Maze hả ta? Maze Iceland nha mọi người. Wow, còn một ngày mấy nữa là hết rồi, cho nên anh em tranh thủ nha. À, chúng ta chỉ cần vào cày điểm bằng cách đó là một là thu hoạch, hai đó là đây thu vàng hoặc là chiến đấu trong khu vực list nha. Rồi chúng ta nghĩ nhẹ thử. Cái này là Advent Run nhiệm vụ. Wow, thả 5 quả trứng ra. Chỗ này thì chúng ta sẽ cho rồng ăn với lại thu hoạch thức ăn nha. Rồi thu hoạch thức ăn nè. Đó, ngon lành cành đào luôn. Sau đó thì cho rồng ăn. Cho rồng ăn thì để mình coi coi. À, thả 5 quả trứng rồng ra. Wow, ở đây là thấy sương sương hai con Whiskas rồi nha. Hai con Whiskas hàng xịn nha các bạn. Rồi, ở đây thì bán nhà em này luôn. Tiếp theo thì thả một cái em Whiskas. Và các bạn thích con nào nè? Mình thì mình thích cái màu vàng nha. Cái màu vàng nó tỏ ra rất là đẹp và gọi là hấp dẫn nha mọi người. Đó, gold. Màu này người ta hay kêu là gold nè các bạn. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ cho cái con này lên level nha. Đây, con này chắc anh em mình cho nó lên. Ui chà, vẻ đẹp mỹ miều. Thân hình gọi là sắc nét nha. Con này cho nó lên level bao nhiêu nha? Tầm 30 ha. 30 là cũng ổn áp nè. Hay là 40 nha. 40 thì nó mạnh mẽ hơn khá là nhiều nha. Rồi cho nó lên 40 luôn các bạn ơi. Đi chiến đấu cho nó máu lửa ha. Maximum. Ngon lành. Skin thì con này có 3 cái. Đó. Nhỏ. À, đây là baby ha. Vừa và đây là khổng lồ. Rồi em này sẽ có 4 chiêu. Đây. Anh em mình đổi tên nhãn cái nha mọi người. HNT Channel. HNT Channel, ok. Rồi, có một cái tên đẹp đẽ luôn. Rồi, tiếp theo thì anh em mình đi đây, mấy cái bé này thả nó ra. Rồi, ngon lành hen. Ui, trên hòn đảo Lai thì hiện tại anh em mình ôi, Lai vẫn Lai ra được Heroic với Mythic Cast nè các bạn. Rồng Legend luôn. Quan trọng là anh em mình có rồng để like mấy con này hay không mới là vấn đề. Rồi tiếp theo thì anh em mình sẽ đi thu hoạch nha. Đây thả thêm 3 quả trứng ra nữa thì nó mới ok. Nhưng mà trứng anh em mình không đủ nè. Anh em mình còn đây tầm khoảng 2 quả nữa. Mấy bé này thì nó chưa có ra. Tiếp theo thì một cái nhiệm vụ khá là quan trọng luôn. Đánh cây các bạn à. Chỗ này thì anh em mình ôi ráng cày coi nè. Còn có khoảng 24 tiếng nữa là hết rồi nè. Ôi, đây là 44 đúng không? Cái vàng 44 này thì anh em mình sẽ cho mấy cái bé yêu mạnh mẽ xíu cho nó đánh cho nó ngon lạnh tí cái nè.
Rồi, ok nha. Let's go. Wow. Rồi, lụm nha mọi người. Lão già râu dài đã thể hiện kỹ năng. Tiếp theo thì bé lá của anh em mình vừa bị bế luôn. Ngon lành. Phương quang lửa vừa tung chiêu và hạ gục thành công một thành viên đến từ tên bạn. Rồi, chiến binh ninja này rút kiếm nhìn thấy cũng ngầu nè. Cố lên coi nè. Wow. Rồi, hạ được thêm một bé nữa nha. Tiếp theo thì anh em mình đến với thành viên này luôn. Victory sương sương nha. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với cái phần thưởng nha các bạn. Rương này hình như là rương thức ăn thì phải. Hắn ta nhớ không lầm là vậy nha. 40.000 thức ăn. Rồi, tiếp theo là rương game nè. Chỗ này chắc có lẽ là kiếm cái con nào nó mạnh mẽ xíu. Thêm một con mạnh mạnh nữa đi. À, một bé Kama level 45 ha. Wow, lụm nha. Ôi, tình hình này cũng hơi căng ha mọi người. Wow, ổn áp nha. Rồi, victory nha các bạn. Ngon lành. Ở đây thì anh em mình sẽ đến với cái rương. Ui, rương này được có 3 viên game thôi hả? Cây nhờ. Được chỉ có 3 viên thôi các bạn à. Chỗ này thì anh em mình sẽ một bé. Ui, wow. Bây giờ là được chiến đấu với đại boss. Boss này level là... Ui, chà, khoan khoan. Con này level là tới 48 nha mọi người. Rồi, vô kèo nha. Đây, action. Wow, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là... Anh em mình khoan đã, chúng ta sẽ dồn sát thương vào cái con đại boss trước nha mọi người. Ngon lành luôn. Wow. Ngấm của tôi. Ôi ơi, nguy hiểm quá các bạn ơi. Ây da, anh em mình hút được khúc máu nè. Ôi, mừng ngấm luôn. Rồi bây giờ anh em mình sẽ solo với hai cái con quái vật nhỏ. Hai cái bé này thì level là 48. Anh em mình từ từ coi nè. Lớn. Yeah, hạ được một em nữa rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với chùm cuối. Nhân vật cuối cùng đến từ tên bạn. Ui, mém ngấm các bạn ơi. Tình hình quá căng thẳng luôn. Victory. Vậy là anh em mình vẫn vượt qua được thêm một cửa. Đó, bây giờ là chúng ta sẽ đến với cái cửa này hen. Ôi, chặng đường cũng không gọi là không hề ngắn tí nào nha. Rồi, vô kèo luôn. Cửa tiếp theo. Sau khi mà đã diệt được đại boss rồi, bây giờ anh em mình sẽ đến với mong rằng ổn áp nha mọi người. Rồi, một em level 70, hai em dưới là... Ui, cái dạng dưới là lên level 50 rồi các bạn ơi. Cái dạng dưới đây là nó cũng hơi khoai rồi đây, không đùa với tên bạn được ha. Anh em mình cho cái dạng dưới đây cũng là 50 mấy đi, 45 đi, rồi. Ui, ở đây có hai con bị hy sinh vì tổ quốc nữa rồi. Ôi, chà, bấm nhầm rồi, sao lại chọn vô cái bé lão già râu dài chứ hả? Rồi, ở đây thì cho heroic luôn.
Giờ mình cũng ráng mình ao nhay với tên bạn mới được. Let's go. Rồi, vô kèo nha. Action. Wow. Bây giờ thì anh em mình rồi robo luôn. Ôi, ngon lành các bạn à. Wow, đúng là cái vàng 50. Càng lên cao là bắt đầu nó có một cái độ khó không hề nhẹ nha mọi người. Rồi, hai, ô một em cuối cùng. Victory. Ôi vẫn chưa à. Wow, tính ra mấy con này nó cũng khỏe phết luôn ấy. Rồi, anh em mình đã được 11 trên 30 cửa. Anh em mình còn tầm khoảng thì tình là khá là khoai. Từ từ coi, lên, lên. Đây. À, 70 đi. Để mình coi coi. Thêm một bé rồi là xịn sò xíu mới được. Nhưng mà mấy con yếu yếu đi ra thêm bạn nó lụm mình te tua luôn. Đây, bé yêu hàng mới luôn nha mọi người. Bé này thì anh em mình rồi, để thể hiện kỹ năng coi nè. Tem bạn nghe nhẹ thì con này thuộc dòng Ủa con này cấp E nè nha. Em này cấp E nè. Chúng ta me mấy con mạnh chúng ta vả trước nha mọi người. Ui cha, hy sinh nữa rồi. Căng vậy. Lên dẻ. Nguy hiểm vậy, con này nó giấu quýnh mình. Con này nó giấu quýnh mình các bạn. Ơi con bên kia nó cũng quýnh mình nữa kìa. Con này nó quýnh mình đúng không? Ơi con này nó cũng đè nó quýnh mình nữa nè. Cây thiệt sự. Sao nó đè cái con mạnh của mình nó gõ không thế nhờ. Anh em mình đâu tranh thủ dùng đam vô cái con bên kia coi. Gì đâu đè nó quýnh mình liên tục luôn coi. Nhỏ level 70 mà. Nguy hiểm quá, nguy hiểm. Ôi hai con quái vật này nó cũng đè nó quýnh mình nữa. Ráng ráng lên bé ơi. Ôi cha, hồi hộp, đang hồi hộp và rung luôn. Mong rằng chúng ta kịp để hạ được cái con này. Ui đổ máu rồi các bạn à. Oh my god, bị ngủm luôn rồi. Cay quá nha. Ôi cái con này nó khôn, tính là cái con này nó khôn quá luôn. Nó đè nó quýnh cái con Mixi Cash cho mình trước luôn á nha. Quá là căng luôn ha. Rồi chỗ này thì anh em mình lại tiếp tục coi. À, lần này chúng ta sẽ đến với bé yêu nào đây. Rồi, cho một bé AMB. AMB thì chúng ta sẽ có cái khả năng block các bạn. Block sát thương ha. Rồi, tặng thêm một em level tầm khoảng 4 mấy nữa đi cho nó ngầu. Rồi, bé này đi. Let's go. Vô kèo luôn anh em ơi. Rồi, AMB của anh em mình đang cố gắng quậy luôn nha. Ây cha, miễn nhiễm sát thương chưa men. Ui, tình hình này có vẻ ổn nha mọi người. Mấy cái con này anh em mình lùa khá là ok nè. Oh no, tên bạn nó đè nó quấn con AMB tiếp tục rồi. Tình hình khá là căng thẳng. Oh my god, nhưng mà không sao, MB mình được cái máu khá là trâu nha. Mấy con này nó quýnh mình tới mùa mít luôn. Chưa tính khả năng miễn nhiễm sát thương nữa. Không dính sát thương nha các bạn. Và khi không dính sát thương thì lượng đau của chúng ta còn được tăng gấp đôi nữa cơ. Victory ha. Rồi, ngon lành. Chỗ này anh em mình được 40 điểm nè. Tiếp theo là được 5 mảnh. Ổn áp không nhờ, lên cái vàng này là lên tới 53 rồi. Ráng ráng lên coi. Wow, vô kèo nha. Thank you.
Đây, con này nó gần hết máu rồi, lè lụm nó trước nha các bạn. Wow, căng quá nhờ. Một em lên dĩa. Ôi, bị nhiễm sát thương nha. Hai bé. Cày quá nhờ. Lắm. Rồi, tên bạn còn một em cuối cùng. Ráng gồng lên anh em ơi. Ây, hồi sinh luôn, cây. Ui, mừng quá các bạn ơi. Thành viên này của mình mém cũng củ tỏi. Gọi là vừa hồi hộp mà vừa rung. Ok, và anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.